Hello, chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ thay combo cho chiếc Exeter 150 này các bạn. Cái cũ đó nè. Giờ mình cắt thay co mới nha. Rồi đây ở đâu nó nằm nè. Rồi ở đâu mình thay các bạn. Co này mình cắt rồi đó các bạn. Con này mình cắt rồi ha. Giờ mình thay lại khúc co mới nha. Giờ mình thay cho bạn xem ha. Giờ mình hảo coi là vô các bạn. Con này hơi dài hơn chút bạn ơi, cắt bớt chút ha. Vừa luôn các bạn ơi, thấy không? Vừa luôn ha. Giờ hàng lại ha. Giờ mình hàng lại các bạn. Thank you.
là giờ mình tháo ra là đựng mình hàng cho tròn hết luôn ha. Hơi dài khó lấy ra các bạn. Rồi giờ mình hàn liền luôn ha. Rồi giờ mình hàn xong giờ mình mài cho nó láng các bạn. Đó xong ha. Thế mình hàn xong rồi mình mài lại cho nó láng các bạn. Cái co mình xài lâu ngày nó xét cái ghê thấy không? Xét nó bị xì ha. Xì là mình thay cái co khác. Thay co inox xài cho lâu không bạn. Rồi đợi để máy thử các bạn. Rồi hoàn thành á. Rồi tôi thay combo chiếc Atom 150 về rồi các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.